Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2020, sáng nay đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà trẻ em tại xã Đình Cao huyện Phù Cử và trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Tiên Lữ. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại trường mầm non xã Đình Cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng cùng các thành viên trong đoàn tặng quà cho hơn 400 em học sinh của trường, trao tặng 20 suất học bổng, 15 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phù Cử, tặng 2 bộ thiết bị vui chơi cho trường mầm non xã Đình Cao và trường mầm non xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Tại trường mầm non xã Đình Cao, một số doanh nghiệp tổ chức đã hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và thông qua quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt những phần quà ý nghĩa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm cơ sở vật chất, hoạt động dạy và học ở một số nhóm lớp giáo dục đặc biệt ở trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Tiên Lữ. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng từ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho nhà trường và tặng quà cho trẻ em khuyết tật đang học tập, nuôi dưỡng tại trường. Đồng chí yêu cầu các cấp các ngành trong tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, luôn dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất,